Hi, xin chào các bạn, xin chào bà con. Rất vui được gặp lại quý vị chị và các bạn trong video mới nhất của mình ngày hôm nay. Chia sẻ với quý vị chị và các bạn dịch giả khó khăn. Đó, thì những ai xem được video này cũng kính chúc bà con có thật nhiều sức khỏe và an toàn trong cái mùa dịch bệnh này nhé. Đó thì như tiêu đề video hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị chị và các bạn giống bò bô, đó, hay còn gọi là lai bô là cái bò gì và nó thuộc chủng họ và đặc điểm nó như thế nào. Vậy là cách đây một ngày mình có làm một cái video trên kênh Bảo Tồn Vlog á, thì chia sẻ với quý bà con á là rất là nhiều người vào bình luận là bò bô là bò gì, sao tìm không thấy cái giống bò bô, bò lai bô là như thế nào. Đó thì hôm nay mình sẽ giải thích rõ hơn về cái việc bò lai bô là giống bò gì. Đó thì chia sẻ với quý vị anh chị và các bạn là bò bô á, hay các ông bà người ta thường gọi là bò lai bô á, thì là một cái tên gọi khác của bò u nhiệt đới. Đó, và cái tên khoa học của nó là Bos inicus. Đó, thì Bos có nghĩa là viết tắt của tiếng Anh mà bà con khi mà du nhập về Việt Nam á thì các ông bà nó là bò lai bô. Đó thì bò u, bò lai bô á là nó là một cái giống bò u nhiệt đới. Và cái tên khác của cái bò bô á là hay còn gọi là bò dê bu. Đó, thì bà con hiểu bò dê bu, bò lai bô hay là cái tên tiếng Anh của nó là Bos inicus, đó là đều là cái giống bò thuộc họ dê bu. Đó là nó là một cái giống bò u của nhiệt đới. Đó có nguồn gốc ở khu vực Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ, như các nước như là Ấn Độ, Pakistan, một số nước châu Phi. Thì hiện có trên 30 giống bò bô hay còn gọi là bò dê bu hoặc là bò u nhiệt đới du nhập vào Việt Nam. Đó chủ yếu là để kéo kỳ. Và cái giống bò dê bu hay còn gọi là bò u và bò bô này á là du nhập vào Việt Nam khá là sớm. Một số ông bà mình ngày xưa không hiểu rõ cái tiếng Anh á thì gọi cái tiếng Anh là Bos inicus, hay còn gọi là cái từ đầu tiên là Bos á, người ông bà người ta gọi là bò lai bô, hoặc là người ta đẹp trại của cái tên gọi là dê bu là người ta gọi là bò bô. Đó là mình hiểu và mình giải thích thêm để bà con hiểu là cái giống bò lai bô là giống bò như thế nào. Đó thì về đặc điểm của cái giống bò bò bô này thì đặc điểm chung của giống bò bô hay còn gọi là bò u nhiệt đới, tên gọi khác là tên dê bu, nó thì có tầm vóc khá là lớn, kết cấu ngoại hình chắc chắn, u vai bướu phát triển hay còn gọi là u cao đó. Và cái đặc điểm rất là dễ nhận diện đó là trán của nó dồ đó, và tai to và cập mạch dài sừng thẳng, chân thanh chắc màu sáng và da lông màu nâu, màu cánh gián, màu đỏ đậm, màu vàng nhạt và màu trắng điểm đốm. Đó thì màu sắc đa dạng, năng suất sữa thịt trung bình nhưng thích nghi tốt với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm và hệ thống chăn nuôi đầu tư thấp, ít bệnh tật và ít nhiễm ký sinh trùng. Đó thì nhóm bò u á kích cỡ và hình dạng u khác nhau với giống, tuổi và giới tính. Đặc điểm quan trọng nhất của giống này là thích nghi tốt với môi trường nhiệt đới nóng ẩm, khả năng chịu được môi trường nhiệt độ cao, nhu cầu dinh dưỡng thấp, có khả năng tiêu hóa và sử dụng tốt thức ăn ngay cả khi nuôi ở mức dinh dưỡng thấp, kháng được vi và những bệnh do vi gây ra. Tuy nhiên nhóm này có đặc điểm hạn chế là chậm sinh sản và giống này năng suất thịt thấp vì là khung xương phát triển lớn nhưng mà cơ bắp phát triển chậm, sữa đều thấp hơn so với các giống bò ung đới. Những giống bò dê bu được ưa chuộng nhất là giống Chiriwa Racing hay còn gọi là bò sinh đó của mình đó. Cả hai giống này đều có nguồn gốc từ Pakistan. Trong các giống bò dê bu, bò u hay gọi là ở Việt Nam, khi mà du nhập cái giống bò này về nuôi thuần với quy mô lớn vì tiền nhập bò giống rất cao, bò thuần nhập nội có yêu cầu cao về chuồng trại, chăm sóc dinh dưỡng mà trong điều kiện nuôi nhỏ nông hộ khó đáp ứng được, khả năng sinh sản thấp, không thích nghi với nhiệt độ và khí hậu nóng ẩm của khí hậu nhiệt đới và khả năng chống chịu kém với ký sinh trùng như vi ruồi muỗi và bệnh do ký sinh trùng gây ra. Mục đích của Việt Nam là có một số giống bò tập trung được những đặc điểm quý của bò vàng Việt Nam và khả năng sản xuất cao của bò ngoại để đạt được mục đích trên, nên là các giống bò này đều được lai tạo giữa bò dê bu, bò bô lai với bò vàng Việt Nam của chúng ta để được những ưu điểm giữa hai giống bò.
Thì để đạt được mục đích trên, phương pháp phổ biến nhất và hiệu quả nhất thông qua con đường lai tạo, vì khối lượng bò vàng rất nhỏ, bò cái khoảng 180 đến 200 kg, thể trọng hơi không thể mang thai bò ngoại được, được giống ngoại thì từ 800 đến 1 tấn. Vì vậy nên mà con đường lai tạo phải tiến hành qua 2 bước. Bước 1, sử dụng đực dê bu hay còn gọi là bò u, bò bu, để cải tạo đàn bò vàng để có được chọn lọc, thể tạo ra những con lai cái giống dê bu F1 đầu tiên đó, và lai dần từ những cái con bê này để cải thiện cái đàn bò vàng đó. Thì khối lượng của đàn bò vàng được tăng lên rõ rệt, bò cái từ 270 đến 300 kg tùy mức độ máu lai. Với khối lượng như vậy thì con lai dê bu có khả năng mang thai bò chuyên dụng thịt, và đều rất quan trọng nữa là bò mẹ sẽ đủ sữa để nuôi bê lai từ bố hướng sữa hoặc là hướng thịt. Bước 2 thì lai tạo theo hướng sản xuất thịt và sữa bò lai dê bu hay còn lại là bò bu đó. Ở bước 1 chưa đáp ứng yêu cầu chăn nuôi hàng hóa theo hướng thịt và hướng sữa, vì vậy không thể dừng lại ở bước 1 mà tiếp tục sử dụng tinh của các giống bò dương thịt, dương sữa để lai tạo ra những cái con chuyên dụng để khai thác thịt và sữa. Như vậy, chiến lược cải tiến đàn bò vàng của Việt Nam theo hướng trên đều mang lại kết quả khá là tốt. Đầu tiên là bò dê bu hóa đàn bò vàng của Việt Nam. Bước 2 là sử dụng cái giống bò, cái tinh giống bò chuyên dụng để tạo ra những cái con lai F1 và cho khả năng cái con giống nó sẽ cao hơn. Đó thì thêm dò công thức lai 3/4 hoặc 5/8 méo bò chuyên thịt. Vào giữa những năm 90 của thế kỷ 20 á, được hỗ trợ kinh phí của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tiến hành chương trình cải tạo đàn bò vàng Việt Nam với kinh phí và sử dụng tinh bò dê bu, bò u hay còn gọi là bò bu, các giống bò racing, siwa và brahman để tạo ra những cái con bò cái trên những cái con bò nền vàng của Việt Nam đã qua tuyển chọn tạo ra bò lai dê bu. Chương trình được tiếp tục cho đến nay với nguồn kinh phí của nhà nước, góp phần làm tăng tỷ lệ đàn bò lai dê bu trên phạm vi toàn quốc, và hiện nay đàn bò lai dê bu chiếm khoảng 40-45% tổng đàn được phân bố khắp hầu khắp với các tỉnh thành từ Bắc vào Nam của Việt Nam. Vì là giống bò này du nhập vào Việt Nam sớm nên là cái tên gọi dê bu thì ông bà ta thường gọi là nói trại là giống bò bu, hay là cái chữ đầu tiên trong tiếng Anh của cái giống bò u này là boat idicut, thì ông bà người ta cũng gọi trại đi cái từ boat, người ta gọi là từ bô đó. Và từ đó thì chia sẻ với bà con là cái tên gọi bò bô nó được hình thành và truyền miệng với nhau từ người này sang người khác, nên là bây giờ bà con search trên mạng đó thì sẽ không tìm ra được cái giống bò lai bô đó. Và đó là cái thắc mắc vì sao mà rất là nhiều quý vị anh chị và các bạn không biết về giống bò này. Một số người vào hỏi thì hôm nay mình sẽ làm một cái video như thế này để chia sẻ đến quý vị chị và các bạn hiểu hơn về giống bò này đó. Thì bò dê bu khả năng bà con có nghe rồi, bò u đó thì bà con khả năng là cũng nghe rồi đó, bò lai bô thì bà con nghe nhiều nhưng chả biết cái giống bò lai bô là như thế nào đó. Và cái tiếng bò lai bô là nó lai tạo từ cái giống bò dê bu hay còn gọi là bò u, tiếng Anh là boat idicut đó, từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam để cải tạo cái đàn bò vàng của Việt Nam, nên là cái tên gọi được truyền miệng với nhau đó, được nói trại từ tiếng dê bu và cái tiếng đầu tiên trong tiếng Anh boat idicut, nên là người ta gọi là bò lai bô đó. Thì chia sẻ với quý vị anh chị và các bạn dùng trong cái việc mà lai tạo giống của Việt Nam mình á, thì cái dòng dê bu này vào Việt Nam đầu tiên và cải tạo đàn bò vàng của Việt Nam để lai tạo thêm các cái giống khác như là Rachman và các dòng du nhập sau này giống như là Dromator 3B cũng như là Angus thì du nhập sau này. Nhưng mà đầu tiên cải tạo đàn bò vàng của Việt Nam mình là chính là cái giống bò lai bô này đó, để nâng cao cái thể trạng của đàn bò của Việt Nam mình. Thì thực tế cho thấy cái đàn bò lai sinh nổi tiếng ở Sài Gòn, Long An, Tây Ninh hay bò lai thịt ở Phú Yên đều hình thành từ những cái
vùng có nguồn thức ăn dồi dào và có sẵn có của anh em. Vì vậy, trước khi muốn lai tạo cải tiến đàn bò chất lượng ở địa phương thì điều trước tiên là phải cải tiến cái nguồn thức ăn cho chúng. Mỗi chương trình cải tạo giống, mọi thử nghiệm về năng suất cao chỉ thất bại nếu không đảm bảo được điều kiện nuôi dưỡng, mà quan trọng nhất là cái thức ăn và dinh dưỡng. Người quản lý thường nóng vội chủ quan, mong muốn trong một thời gian ngắn cái đàn bò ở địa phương phải cải tạo cấp tiến với các giống bò dê bu và các giống bò cao sản khác theo hướng thịt hay hướng sữa. Rất nhiều địa phương đã bị thất bại vì là không chủ động được nguồn thức ăn đó. Cái giống bò Angus lai tạo với bò dê bu đó, thì bò lai Red Angus lai với bò dê bu là giống bò lai tạo ra được bằng cái việc mà sử dụng tinh bò Red Angus phối với bò cái lai dê bu, hay còn gọi là bò bô đó. Thì bò lai Angus có màu đỏ vàng, vàng đỏ nhạt, không có sừng. Bò F1 phát triển tốt, ít bệnh. Trong điều kiện nuôi bán chân thả hoặc là nuôi chân thả khí hậu nóng ẩm, bò có chất lượng thịt tốt, có vân mỡ, mỡ dét xen kẽ giữa các thớ thịt, giúp thịt mềm và béo. Giống bò này là giống bò giai đoạn từ sơ sinh đến 5 tháng tuổi, khối lượng không lớn và tăng trọng chậm. Tuy nhiên từ 6 tháng tuổi trở lên thì bò sinh trưởng và phát triển nhanh, tỷ lệ thịt cao hơn so với các giống bò lai khác. Khối lượng bê sơ sinh từ 25 đến 30 kg, bê 6 tháng tuổi nặng từ 100 đến 130 kg, bê 12 tháng tuổi thì nặng 170 đến 210 kg, bò đực 21 tháng tuổi nặng 300 đến 380 kg, bò cái 21 tháng tuổi nặng 270 đến 340 kg. Tăng trưởng bình quân là 400 đến 500 gram trên một ngày, 4 đến 5 lạng trên một ngày, tỷ lệ thịt đạt trên 50% đó. Và mình chia sẻ với quý vị chị và các bạn, đó là cái lý do vì sao mà người ta gọi cái tên gọi mà chả có cái giống bò ở trong cái từ điển của Google bà con tìm kiếm đó. Và hôm nay mình cũng vừa giải thích cho quý bà con, quý anh chị hiểu thêm về cái giống bò bô, hay còn gọi bà con hay còn gọi là bò lai bô, để bà con hiểu hơn về cái các cái giống bò đó. Và giống bò bô hay còn gọi là bò dê bu á, hay còn gọi là bò u, tên tiếng Anh là Bull Eriput. Bà con ông bà người ta đọc cái tiếng đầu tiên trong tiếng Anh đó, gọi là từ bô đó. Bull Eriput có nghĩa là từ bô đó. Thì cái từ bô này được truyền miệng với nhau từ người này sang người khác, từ người này sang người khác, và du nhập vào Việt Nam khá là sớm để cải tạo đàn bò vàng. Nên là bà con chúng ta, ông bà thường truyền miệng với nhau là bò của tôi là bò lai bô đó. Và từ đó khi mà mình đi tiếp xúc với một số bà con giao lưu trao đổi mua bán trao bò, hay là đi mình quay các chương trình thì mình vẫn hay dùng cái từ bò lai bô này để ông bà được hiểu hơn. Những người lớn tuổi họ biết cái giống bò đó, nhưng mà về mặt khoa học mà chia sẻ trên kênh YouTube thì một số người trẻ sau này thì nói là nghe ông bà nó nói bò bô chứ chả hiểu bò bô là bò gì. Nhưng mà mình xin đính chính lại là cái bò bô là tên gọi khác của bò u, bò vàng nhiệt đới, bò u nhiệt đới hay còn gọi là bò dê bu đó. Mình chia sẻ cho bà con trong video này để bà con hiểu hơn. Rồi, nội dung video của mình đến đây là hết. Nếu mà thấy nội dung video hay thì like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ tinh thần mình ra những video tiếp theo để bà con tham khảo. Kính chúc bà con có thật nhiều sức khỏe và an toàn trong mùa dịch này. Mình xin khép lại video tại đây. Bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo ạ. Bye.